Tôi là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bách, hiện đang là bác sĩ trưởng khoa thận lọc máu ghép thận tại Bệnh viện Thống Nhất. Cái cơ duyên của tôi với chọn ngành y thì nó cũng hơi đặc biệt chút xíu. Ba mẹ hướng là muốn cho con, người con, đặc biệt là con trai nữa, làm nghề y để sau này nó giúp đỡ được lại cho ba mẹ, cho gia đình, cho họ hàng. Cho nên là ông bà cứ hướng mình đi làm ngành y. Thực sự ra cái nghề thận là nghề rất là khó. Nó khó là nó đòi hỏi nó có mấy cái đặc điểm như thế này. Một là anh phải kiên trì, hai là phải chịu khó, tiếp theo là mình đòi hỏi một sự cẩn thận tỉ mỉ trong quá trình mình làm việc. Cái khổ nữa là một cái nữa là bệnh nhân mình cứ gặp đi gặp lại, gặp đi gặp lại, thì mình phải có một sự đồng cảm với người bệnh quan trọng. Mình phải yêu thương họ, tạo hóa trong cho mình các cái tạng, cũng các cái tạng trong cơ thể, tim mạch, thẩm mỹ, tiêu hóa, tất cả các ngành này nếu mình học và mình nghiên cứu kỹ thì mình thấy có những điểm rất hay trong cái chuyên ngành của mình. Một cái trường hợp mà chúng tôi cho rằng là cũng là khá hy hữu, đó là trong một lần mà chúng tôi làm cái thủ thuật về sinh thiết thận. Thời kỳ đó là tôi đang học ở Đại học Chiang Mai, Thái Lan. Tôi làm cái thủ thuật sinh thiết thận và tôi hồi đó cái kỹ thuật sinh thiết thận nó khó khăn hơn bây giờ. Và có một cái tôi làm cho người Myanmar, thì do bất đồng cái ngôn ngữ, không hiểu được tiếng mình, được tiếng và ngoài cái kỹ thuật thì tôi đã sinh thiết phạm vào cái cả xuyên từ thận mà qua gan. Sau đó tôi mới cũng không biết chuyện gì cũng xảy ra, cũng may là không có tai biến gì xảy ra. Sau đó là người thầy họ đọc trên giấy phụ bệnh phát hiện được, họ kêu tôi ra thì họ hướng dẫn rút kinh nghiệm cho tôi có khoảng 3 tháng để khắc phục lại cái kỹ thuật của mình. Từ đó tôi trở nên con người nó cẩn thận hơn, khác hẳn, và làm kỹ cẩn thận và luôn luôn kiểm tra đối chiếu. Và như vậy thì trong những năm sau khi về Việt Nam nhận định lại thì tôi ít bị sai sót hơn. Mình đem những cái case đó chia sẻ lại với lồng vô những cái bài ghép bài giảng thì cái bài giảng mình trở nên sinh động và học sinh sinh viên nó sẽ nhớ cái thông thường và nhớ những cái sai sai sót về mặt chuyên môn mình đã gặp phải, thì sau thế hệ đàn em sau họ làm rất tốt, họ tốt hơn mình rất là nhiều. Sức sống, sức chịu đựng của con người, của bệnh nhân mà chạy thận nhân tạo là quá lớn. Đó là về cái thị lực. Tôi có hiện tại là tôi có một cái bệnh nhân chạy thận nhân tạo 23 năm. Đây là cô này cũng quá rất nhiều biến chứng của người bệnh mà chạy thận lâu năm mà tất cả đều cô đều vượt qua được hết. Và một lần bây giờ cô cả mờ mắt ra, một lần cô gặp tôi là mờ cả mắt rồi, nhưng mà khi nghe bác sĩ, nghe giọng nói của bác sĩ thôi là nhận ra được nhau, là chào hỏi nhau liền. Và đặc biệt tôi thán phục người chồng của cô, anh dễ thương quá, anh chăm vợ anh chăm từ khi mà anh mái tóc anh xanh bây giờ tới mà không bao giờ một lời cằn nhằn hết. Một trường hợp thứ hai là một đứa bé nữa, mà em này nó chạy thận nhân tạo khoảng 15 năm mà em này bị bệnh lupus với nhiều cái biến chứng mạch máu. Bây giờ em cưa cưa cái tay, thứ nhất đoạn một chi bên phải, sau rồi em đoạn một chi bên trái, sau rồi em đoạn các một cái bàn tay bên phải nữa, em còn đúng có một tay thôi. Họ vẫn yêu cuộc sống. Vâng, mình gặp họ 3 lần. Bệnh nhân chạy thận thì 1 tháng, ghép thận thì 1 tháng mình gặp 1 lần. Bệnh nhân lọc bằng bụng, tức là mình gặp thường xuyên, lọc bằng bụng thì 1 tháng cũng gặp 1 lần, chạy thận 1 tháng gặp 12 lần. Như vậy thì mình chỉ cần nhắm mắt lại cái là mình hình dung được cái gương mặt của người bệnh luôn. Nhớ đến độ như vậy. Đi làm thì có thành công, có thất bại, có gặp những đối tượng bệnh nhân như thế này, vì đó là con người. Có gặp những đối tượng người người bệnh rất tốt và bên cạnh cũng có những người bệnh cũng không được, cái cư xử hành vi của họ không được tốt, mà mình là con người chuyên nghiệp, mình là bác sĩ chuyên nghiệp thì mình phải gạt bỏ qua cảm xúc đó. Nghề này là một cái nghề tôi nghĩ cũng là một nghề bình thường như trong tất cả các nghề khác. Tôi không cho rằng đó là một cái nghề đặc biệt, mà tôi nghĩ là đó là một nghề bình thường như trong tất cả các nghề khác. Chỉ có một điểm là
chúng ta đang làm việc với người đối tượng của mình là một người bệnh. Thì tôi nghĩ là cái đặc điểm là như vậy, thì chúng ta cần phải có một cái tấm lòng.